Chiều nay, Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã long trọng tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia và khánh thành khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật tại thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục. Giữa lễ đón bằng về phía Trung ương có các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và đông đảo nhân dân địa phương. Tướng quân Nguyễn Thiện Thuật, tên khai sinh là Nguyễn Thuật, tự là Mạnh Hiếu, sinh ngày 6 tháng 2 năm Giáp Thìn, 23 tháng 3 năm 1844 tại làng Xuân Dục, Tổng Bạch Sam, huyện Đường Hào, tỉnh Hưng Yên, nay là thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào. Nguyễn Thiện Thuật là con cả trong một gia đình nhà nho nghèo. Ông có tài cả văn lẫn võ, là vị quan thanh liêm, có tài cai trị được nhân dân kính nể. Khi vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương vào tháng 6 năm 1885, ông đứng ra thống nhất các lực lượng chống thực dân Pháp ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ và chọn Bãi Sậy làm căn cứ. Phong trào Cần Vương trên vùng đất Bãi Sậy đã trở thành một trong những trung tâm chống thực dân Pháp lớn nhất vào cuối thế kỷ 19 ở Bắc Kỳ. Đến năm 1889, Nguyễn Thiện Thuật trao binh quyền cho em là Nguyễn Thiện Kế, duy trì cuộc khởi nghĩa rồi sang Trung Quốc mưu tính một cuộc vận động mới nhưng không thành. Ông mất ngày 25 tháng 5 năm 1926 tại Trung Quốc. Năm 2005, hài cốt của ông được đưa về an táng tại quê hương Xuân Dục. Năm 2005, tỉnh Hưng Yên đã quyết định xây dựng khu tưởng niệm tướng quân Nguyễn Thiện Thuật với diện tích trên 1.500 m², bao gồm nhiều hạng mục công trình như tam quan, khu thờ chính, nhà bia, bức phù điêu, phật mộ. Năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng khu di tích Nguyễn Thiện Thuật với tổng mức đầu tư gần 45 tỷ đồng. Với những giá trị và ý nghĩa lịch sử, khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia tại quyết định số 3077 ngày 27 tháng 10 năm 2020.